Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100.000 đồng token OSX EPTT. Một số thông tin về đồng token này: số tiền công có thành là 10 tỷ, đã có 2.417 tài khoản holder và đã phát sinh 4.191 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Trustwallet của các bạn nhé. Sau đó các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ký hiệu OSS số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, truy cập vào bước 2. Link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào chọn với ví của các bạn đang mở, đã mở sẵn nhé. Rồi, đó, yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo này, nhấp kết nối này. Rồi, chương trình AnnoDrop sẽ kết thúc vào 11 giờ ngày 11 ngày nữa nha. Rồi, các bạn nhấp vào đây cho mình yêu cầu báo hiển thị để cho phép chi tiêu gói đầu phép token OSS, phí ga là 0,13 USD nhé. Rồi các bạn nhấp xác nhận cho mình. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được với mình cập nhật lên trên web hàng ngày. Còn nếu bạn thường các bạn chú ý cái cột bên cánh tay trái tay phải đây là những cái dự án sắp kết thúc và các bạn vào nhấp vào những chứng nhận token, nó sẽ mở ra một cái web mới đó. Còn ở đây là cái con chắc của nó, con chắc của cái đồng token này đó, tương ứng thì các bạn copy con chắc sẽ quay sang ví MetaMask và paste vào. Ở đây là những cái dự án sắp kết thúc, nếu bạn chưa có thì hãy tham gia nha, bạn chưa tham gia thì hãy tham gia nha. Tất cả những dự án đây là những cái dự án sắp kết thúc đó, theo thứ tự này. Và những cái dự án ở phía dưới này là lâu kết thúc này. Rồi, nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nha. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, ở đây nó ghi là đã yêu cầu bồi thường một lần BSK. Các bạn cứ an tâm nhé, sau một khi mà nó đã báo thành công thì là đã yêu cầu bồi thường, nằm chờ một lúc sau thì nó mới chậm bay ví nhé. Cái này lúc vừa mình cần làm trên một ví khác thì đã cũng xảy ra cái trường hợp y như thế nhé. Rồi, video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.